Chào mừng các anh chị đến với Liên Tâm Audio Copy. Và hôm nay thì Tâm sẽ chia sẻ với các anh chị hai cái thói quen cần từ bỏ khi uống cà phê. Thói quen thứ nhất, uống cà phê khi đang bục đói. Cà phê là một cái chất chứa rất nhiều axit, các hợp chất, dầu, và trong đó thì nó có chứa caffeine. Và khi chúng ta uống cà phê trong cái tình trạng bục đói thì cái chất caffeine nó sẽ sản sinh ra một loại axit đó là glycerol. Và cái chất này nó sẽ kích thích vào cái lớp niêm mạc dạ dày của chúng ta. Vì thế mà những người uống cà phê đang bục đói nó sẽ có một cái cảm giác đó là buồn nôn, hơi chua và thậm chí là đau bụng, vân vân. Và nếu như cái tình trạng này kéo dài liên tục thì nó sẽ làm tổn thương dạ dày và viêm loét dạ dày. Theo thời gian thì những cái vết thương này trở nên nghiêm trọng và khó chữa trị, sẽ dẫn đến một cái tình trạng đó là viêm loét dạ dày, đại tràng co thắt, xuất huyết dạ dày, hay thậm chí là có thể gây ung thư dạ dày. Tuy nhiên thì một số bác sĩ đã nói rằng cơ thể của chúng ta có khả năng trung hòa cái lượng axit khi mà chúng ta uống cà phê vào. Nhưng đối với những người có bệnh lý về dạ dày thì cái khả năng này sẽ bị hạn chế. Vì vậy mà cách thứ nhất là chúng ta không uống cà phê khi đau bụng đó. Thói quen thứ hai đó là uống cà phê thay cho bữa ăn sáng. Bữa sáng là một cái bữa mà vô cùng quan trọng. Nhưng nếu như chúng ta uống cà phê thay cho bữa ăn sáng thời gian thì sẽ dẫn đến cái cơ thể của chúng ta bị kiệt sức, suy kiệt, và sau một thời gian nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Bởi sau một đêm cái lượng thức ăn đã được tiêu hóa hết thì chúng ta cần phải nạp thêm cái năng lượng để đảm bảo năng lượng làm việc trong một ngày. Vì thế chúng ta không nên uống cà phê thay cho bữa sáng. Và nếu như các anh chị cảm thấy cái video của Tâm hay và hữu ích thì hãy cho Tâm một like và share tới cho những anh chị, bạn bè, người thân nào để mọi người cùng biết đến nhé. Còn bây giờ thì Tâm xin hẹn gặp lại các anh chị ở những cái video tiếp theo. Và những anh chị nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh. Chúc các anh chị luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống.